Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Xin chào! Triều Tiên ngày càng thể hiện sức mạnh quân sự với những loại vũ khí tân tiến hơn, hiện đại hơn rất nhiều, mà đến các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới cũng phải kinh ngạc. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quả tên lửa được mệnh danh là con quái vật, có thể bắn đến bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ, tên lửa đạn đạo ICBM hỏa tinh 17. Có thể các bạn còn nhớ trong video về tên lửa đạn đạo mạnh nhất của Việt Nam, Scoop B, thì trong video đó có một thông tin là Việt Nam đã mua từ Triều Tiên tên lửa hỏa tinh 6. Đây là mẫu tên lửa mà Triều Tiên sản xuất dựa theo mẫu Scoop C của Liên Xô, đó là giai đoạn năm 1998. Và có vẻ như theo cách đặt tên hỏa tinh 6, hỏa tinh 7, hỏa tinh 8, rồi 9, 10, 11 đến hỏa tinh 15 năm 2017 và gần đây nhất là hỏa tinh 17 năm 2023, thì chúng ta hiểu rằng từ đó đến giờ Triều Tiên vẫn cứ liên tục nghiên cứu và cải tiến các mẫu tên lửa của họ. Và chỉ 25 năm từ một mẫu tên lửa hỏa tinh 6 hay Scoop C với tầm bắn 600 km, đến nay họ đã tạo ra con quái vật hỏa tinh 17 với tầm bắn hơn 15.000 km, có thể chạm tới bất kỳ nơi đâu trên nước Mỹ. Thật sự là một tiến bộ vượt bậc với một nước nghèo và bị cấm vận toàn diện. Nói về sự ra đời của ICBM hay tên lửa đạn đạo liên lục địa, chúng ta có thể hình dung về lịch sử chiến tranh của loài người như sau. Thuở xa xưa thì lúc sơ khai nhất chỉ có hai thằng người lao vào đấm nhau tay bò, tương tự như các loài động vật. Một thời gian sau, một trong hai ông nhận ra rằng tội gì mình phải đấm tay bò mà không dùng gậy phang dập mông thằng kia, lợi thế hơn hẳn chơi tay đôi. Tuy nhiên, một thời gian sau nữa, con người lại nhận ra tội gì mình không dùng dép tổ ong ném cái thằng cầm gậy, như vậy mình sẽ an toàn hơn. Mà lúc đó chưa có dép tổ ong nên họ dùng tạm gạch đá cũng được. À mà thực ra là cũng chưa có gạch vào lúc bấy giờ. Một thời gian sau nữa, những viên đá được cải tiến thành những cây cung tên vì tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn và sát thương cũng mạnh hơn hẳn việc cầm đá ném. Tiếp tục đến thời cận đại, người ta lại phát minh ra một thứ mà chúng ta gọi là súng. Cái này hiện đại hơn cả cung tên, bắn xa gấp trăm lần, sát thương gấp nhiều lần và độ chính xác cũng đáng kinh ngạc. Và quan trọng hơn nữa là nó có thể bắn ra cả trăm viên đạn trong một phút. Nhưng con người vốn quá thông minh, sau khi đã phát minh ra súng, có thể tiêu diệt cùng lúc cả trăm người, nhưng súng vẫn có nhược điểm là có thể bị đối phương bắn lại. Nên phát triển hơn, người ta lại tạo ra máy bay, một thứ bay tít trên trời, có thể thả dép tổ ong hoặc bom xuống để tiêu diệt đối phương, mà đối phương chỉ biết đứng dưới nhìn vì quá cao không làm gì được. Nhưng máy bay cũng có hạn chế, là đối thủ cũng có thể dùng máy bay để bay lên và bắn rơi mình, cho nên máy bay vẫn chưa phải tối ưu. Và trong tình cảnh đó, người ta mới nghĩ ra một thứ gọi là tên lửa. Tên lửa thật sự rất tối ưu, nó có thể bắn vào đối phương ở khoảng cách xa mà chẳng lo bị đối phương bắn rụng như máy bay, đồng thời đối phương cũng chẳng biết mình bị bắn lúc nào mà đề phòng. Ban đầu thì người ta, mà chính xác ở đây là người Đức, đã tạo ra những quả tên lửa chiến thuật đầu tiên V2 chỉ bắn được 300 km quay lại. Sau đó, con người tiếp tục cải tiến và tạo ra tên lửa tầm ngắn bắn được tới 1.000 km như hỏa tinh 7 của Triều Tiên. Rồi lại xuất hiện tên lửa tầm trung bắn được lên tới 3.500 km như hỏa tinh 8 của Triều Tiên. Rồi lại có thêm tên lửa tầm xa với tầm bắn lên tới 5.500 km. Và cuối cùng là tên lửa bay xa hơn 5.500 km gọi là tên lửa đạn đạo liên lục địa hay viết tắt là ICBM. Triều Tiên bước chân vào thế giới của những ông trùm ICBM lần đầu tiên là vào năm 2017. Lúc đó họ giới thiệu tên lửa hỏa tinh 12 với tầm bắn tối đa 6.000 km. Đồng thời, cũng vào năm đó, họ thử một vụ nổ hạt nhân có sức công phá lên tới 100 đến 350 kiloton, tương đương với 6 đến 20 quả bom mà Mỹ thả xuống Nhật Bản. Bên cạnh đó thì Triều Tiên còn tự hào nói rằng đó là vụ thử bom nhiệt hạch, dấu mốc cho thấy Triều Tiên đã chế tạo thành công loại vũ khí mạnh nhất trong các loại vũ khí nguyên tử, ngang hàng với Nga và Mỹ. Mẫu tên lửa hỏa tinh 17 mạnh nhất của Triều Tiên có chiều dài lên tới 25m, đường kính khoảng 2,5m. Mà để dễ hình dung nhất thì nó giống như hai cái xe khách dựng đứng xếp chồng lên nhau. Quả tên lửa này được cho là nặng tới 110 tấn nếu nạp đầy nhiên liệu,
nó có thể mang nhóm đầu đạn nặng tới 2,5 tấn. Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên hoàn toàn có thể nhét vào đó nhiều đầu đạn hạt nhân nhỏ cộng thêm mồi nhử sẽ khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ gặp khó khăn khi đánh chặn, và vì vậy nó có thể xuyên thủng hệ thống phòng vệ này. Điểm nổi bật của hỏa tinh 17 so với các phiên bản cũ hơn của nó là nó không cần phải tách khỏi bệ phóng mà có thể phóng trực tiếp từ bệ, điều đó khiến cho thời gian triển khai nhanh hơn rất nhiều. Cũng vì vậy mà nó được ghi nhận là tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng di động lớn nhất thế giới. Lần phóng thử nghiệm gần đây nhất, hỏa tinh 17 đã bay theo quỹ đạo với điểm cao nhất cách mặt đất 6.248 km, di chuyển 1.090 km theo phương ngang và bắn chính xác mục tiêu định sẵn, tổng quát quá trình bay hết 1 tiếng 7 phút 30 giây. Theo một bài báo của trang Hải quân Mỹ, nước Mỹ đang được bảo vệ bởi 44 tên lửa trong hệ thống phòng thủ GMD. Hệ thống này có tỷ lệ đánh chặn thành công không cao lắm. Trong tổng cộng 17 lần thử nghiệm đánh chặn từ năm 96 đến năm 2017, GMD chỉ có 9 lần thành công, tương đương tỷ lệ 53%. Vậy nên để đảm bảo tiêu diệt mục tiêu, quân đội Mỹ buộc phải phóng ít nhất 4 quả đạn để chặn một đầu đạn đối phương. Mà do đó, với 44 đầu đạn đánh chặn, lá chắn tên lửa của Mỹ chỉ có thể ngăn chặn được tối đa 11 đầu đạn lao xuống cùng lúc. Mà các chuyên gia cho rằng hỏa tinh 17 có thể mang từ 3 đến 4 đầu đạn hạt nhân, hoặc kết hợp giữa đầu đạn thật và mồi bẫy. Nên nếu Triều Tiên khai hỏa cùng lúc vài quả hỏa tinh 17 này, thì hệ thống phòng thủ của Mỹ có khả năng bị quá tải và thất thủ. Cho nên, từ khi hỏa tinh 17 ra đời, Triều Tiên đã thực sự khiến nước Mỹ phải lo lắng. Chúng ta vừa tìm hiểu về tên lửa hiện đại nhất của Triều Tiên. Gần đây thì Triều Tiên đã giới thiệu mẫu tên lửa hỏa tinh 18 với nhiên liệu rắn, được cho là tân tiến hơn nhưng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.